Mình đi mua điện thoại nha anh em. Điện thoại này mình mua cái Note 20 nha, Galaxy Note 20. Cái này giá gốc của nó là 23.990.000, mà mình mua giảm được 8 triệu nha anh em. Nó chỉ còn có 15.990.000 thôi. Mua cái về mình trải nghiệm, mình quay YouTube cho anh em xem nha. Để mình review vòng vòng mấy cái máy khác cho anh em tham khảo chơi nha. Đây là cái máy Samsung Galaxy Note 20 Ultra nè anh em. Con này màn hình cong nha, camera đẹp, nhìn nó kịch cộm hơn cái Note 20 thường của mình nha. Con này giá gốc nó là 29.990.000, mà cũng giảm được 8 triệu luôn anh em. Rồi con kế bên đây là con Galaxy S21 Ultra. Mấy con này đời cao cấp không, có hỗ trợ 5G luôn nha. Giá nó là 30.990.000. Con này giảm được có 5 triệu nha anh em. Vô xem mấy con này quê anh em ơi. Nhìn con nào muốn mua hết. Rất là hầm hố luôn. Quá đẳng cấp. Con này con Galaxy M51. Con này rẻ hơn. Con này có 9.490.000. Con này cũng tầm giá tầm trung thôi. Còn đây là con Galaxy A32 nè. Máy bên đây là máy tầm trung. Cái này bên đây là máy Oppo 1.990.000. Bự chà bá luôn. Có hỗ trợ 5G luôn anh em. Nhìn nó cũng đẹp lắm mà mình không có khoái cái dòng Oppo nữa. Con này Oppo nha. Mà tới giá có hơn. Oppo A74 7 triệu mấy. Oppo cái này hãng này cũng gì Mi gì đó không biết. Con này Mi, con này hiệu lạ quá, mười mấy triệu. Vừa để trải nghiệm những máy nào cũng muốn mua hết. Cái nào nhìn cũng đẹp hết trơn anh em. Quá đẹp.
12.990.000. Con này 7.490.000. Realme. Thì tối quá nhìn không rõ anh em, quay không rõ. Còn có 6 triệu mấy à. Hãng này nào giờ hơi chưa xài anh không biết. 6.990.000. Này là phụ kiện úp lưng với sạc dự phòng đồ. Bên kia là đồng hồ. Vô đây tham quan quá trời nhiều sản phẩm. Cái này là mình Thế Giới Di Động ở thị trấn Long Mỹ nha anh em. Realme nè. Realme Note 10 4.690.000. Tối quá nhìn không rõ. Đồng hồ Realme. Đó, bên đây là giá tầm trung 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Oppo A54 4.660.000. Đây là Oppo nhìn đẹp lắm. A93 Oppo A93 6.490.000. Này Oppo A74 6.990.000 luôn. Đồng giá. Galaxy 02 nè. Này có 2.590.000. Này Galaxy 3 triệu mấy nè. Galaxy 52 9.290.000. Cái này thì Note 20 Ultra 29 triệu, giảm được 8 triệu. Con này đẳng cấp, nhìn rất là đẹp, màn hình cong vuốt phê đó các em ơi. Camera trong nét, cầm lên tay sướng lắm, cũng hới luôn. Để mình đi dài dài qua cái mấy cái tủ điện thoại mình quay anh em xem. Hàng trưng bày chỉ có nhiều thôi. Đây là tủ trưng máy tính bảng, nhỏ có, lớn có, rất nhiều mệnh giá cho anh em lựa chọn. Đây là máy đã qua sử dụng nè. Máy qua sử dụng thì ít lắm, chỉ có một số máy. Máy trên thì máy loại rẻ, máy này máy mới nha. Đây máy mới nè, máy mới trưng ở trong tủ. Cái này quay điện thoại quay mảnh giá không thấy rõ, quay lướt lướt cho anh em xem cái. Mấy cái mẫu này
lạ quá, mình không biết. Anh em giờ mà tham khảo chơi nha. Quay kỹ lắm mà quay lấy nét không được anh em ơi, thấy không rõ. Phụ kiện pin dự phòng, đây là iPhone đó nè, đó tủ iPhone mười mấy triệu cũng có, mấy ba chục triệu cũng có. iPhone thì quá đẳng cấp rồi. Rồi đây phụ kiện nè, pin dự phòng nè, nó máy máy hiệu là lạ với Oppo. Cái này là có trả góp không đồng luôn nha anh em. Rồi thôi, bye bye anh em nha. Review bao nhiêu sản phẩm nó được rồi đó.